Cô chú anh chị em đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Bữa nay mình cũng sẽ lại tới cũng một thần Vishnu thứ hai, đó là nội cách đây khoảng hơn 100 năm rồi rất các bạn, thần Vishnu nha các bạn. Mình vào trong và để tìm hiểu thêm cô chú anh chị ở đây, để tìm hiểu mình hỏi thêm vấn đề thần Vishnu này có khác gì với thần Vishnu chùa Bốn Mặt như thế nào, và nổi hơn 100 năm rồi đó các bạn tại vùng đất này nha. Mình nói cũng ở đây cũng rất linh thiêng quyền bí các bạn. Tượng thần này cũng có sư chùa Champa đem vô chùa, nhưng mà không, thần Vishnu không chịu ở nha các bạn, không chịu ở trong chùa, nổi ở đâu thì phải đem vô chỗ đó. Đem vô chùa thì ông lục bệnh nhức đầu và đau ốm, và thành ra phải đem ra chỗ lại cũ chỗ thần Vishnu này. Và mình vào trong để tìm hiểu cô bác, để hỏi mấy ông cụ ở đây và bà cụ ở đây xem. Ở đây cũng đồng thời cũng có nuôi những người già neo đơn nha. Mong các cô chú anh chị mạnh thường quân và có xem được video này hãy lại đây và giúp đỡ cho mấy cụ này. Đây do mạnh thường quân ở nước ngoài và cái gì đóng góp, bà con đóng góp để xây được nên cái ngôi sala này, để cho anh em cô bác đồ là lợi giếng và đốt nhang và cầu nguyện. Đây các bạn, dòng một dòng cảnh này để mình cho mình chút nữa vào trong để xem với mình nhé. Thì mình cũng vào hỏi ý Triệu Thị Pinh, người cũng là giữ chùa ở đây, cũng đồng thời giữ tượng thần Vishnu tại đây. Hỏi mình sẽ vào trong để hỏi ý coi tượng này nổi lâu chưa nha. Ý cho con hỏi tượng thần Vishnu này nổi lâu chưa ấy? Ở đây thì Phật nổi là phải Vishnu. Không, mà con thấy giống Phật Vishnu vậy, mình kêu Phật nổi đi. Là nổi lâu chưa ấy? 100 năm hơn rồi. 100 năm hơn. Là ý là người ở giữ chùa ở đây luôn, là người chủ chùa này luôn. Đó, ông già tôi dọn mất, giờ tôi chủ chùa lại. Dạ. Rồi con nghe nói là chùa này có nuôi những người già neo đơn đó, gồm mà mấy bà cụ lắm ấy. Tôi nuôi có 7 người à. À, nuôi 7 người. Con cũng mong cô chú mạnh thường quân nước ngoài rồi thấy là ý là người giữ chùa trực tiếp ở đây, ý cũng nói là nuôi 7 người mà cũng thiếu kinh phí phải không ấy? Thiếu kinh phí, nhờ cô bác anh chị đồ tiếp cho ý được cái những mạnh thường quân đồ đó giúp cho bà cụ được qua cơn ngặt nghèo này các bạn ơi, rất khổ. Là cái tượng Phật nổi này là hơn 100 năm rồi. Hơn 100 năm rồi. Nổi lúc đó nổi tại vùng đất này luôn hả? Nổi ở đâu ấy? Vùng đất này luôn. Dạ. Rồi nói là có đem vô chùa Champa mà nhưng mà không chịu ở. Là thần không chịu ở. Lại đem lại đây. Dạ. Là chính là đem vô chùa Champa mà nhưng ông thần không chịu ở, phải kiểu đem ra chỗ thần nổi đó mấy thần chịu. Dạ, là do ý giữ chùa nói nha quý vị. Đây tí nữa mình sẽ vào bên trong để mình cho coi cái tượng thần Vishnu. Nó dụ mà chùa khó khăn, nó chưa được xây dựng lên đâu. Dạ. Chùa hư hết rồi, chưa có tiền làm. Dạ. Nó vậy đó, mình bây là biết hay cái chùa đứt hết trơn rồi. Dạ. Chưa có tiền làm, khó khăn lắm. Rồi bữa nay cô chú nó lại cúng là ngày cùng nhằm ngày bữa nay mùng 8. Dạ. Mời ông được lại dùng cơm. Dạ. Với còn tối á 40-50 người nữa tụng kinh ngồi đại cơm ta, đại cháo người ta luôn. Dạ. Nó người già không có người trẻ. Dạ. Thì đó, tối thì lại đông lắm, còn ban ngày thì hàng ngày nuôi có 7 người. Dạ. Cho mình ăn chay có nói bị bà tuổi chết. 7 bà cụ là chính tại ở đây luôn hả? Tương tại. Dạ. Rồi tiền đó là do cô chú bá tánh mạnh thường quân rồi giúp đỡ thôi ha. Ai có thùng mì thì có mì, có gạo thì gạo vậy đó ha. Phải. Cảm ơn ấy nha. Tí nữa sẽ cho các bạn vào bên trong để xem tượng thần Vishnu nha. Các bạn, ngôi sa la này nằm tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Bữa nay cũng ngày tốt, ngày mùng 8 để cô chú các vị các chư tăng ở đây cũng các vị Phật tử ở đây cũng đem cơm lại để buổi cha dân chay tăng cho các vị sư. Đây các bạn. Đã làm lễ đã xong, ông Lục cũng đã về chùa, các vị sư cũng đã về chùa các bạn. Đây những cái đèn cầy này là thiết hạ, là trôi qua xa
anh em cũng các Phật tử cũng dâng lại đây để những cây đèn cài đốt 3 tháng kiền đó các bạn. Đây những cái đèn cài này của quý Phật tử mang đến gần xa để đốt 3 tháng liền trong kiết hạ và trôi bà sa này, là canh nhau, canh mấy bà mấy ông giữ chùa để canh nhau để giữ coi giữ cái đèn cài này nè các bạn, không cho tắt là đốt 3 tháng kiền như vậy. Đó, ở trước mặt mình đó là một tượng thần Vishnu nhỏ nha, coi coi các bạn coi coi có khác biệt với tượng thần Vishnu ấy ha. Ủa ông cho con hỏi cái hình bên đó là cái hình gì vậy ạ? Ông già hồi đó ông nhập xác nè, ông đó đó. Ờ. Ông mất rồi. Ông nhập xác của tượng thần này đó hả ông? Ờ. Dạ, là cái tượng này nè, là ông nhập xác cái tượng thần này luôn đó các bạn, là hồi đó là rất là chính xác nha. Đây linh lắm các bạn. Nhờ thần Vishnu và ông phù hộ độ cho con cháu mạnh giỏi mà ăn phát tài phát lộc nha. Để ai thấy video này cũng được điều cầu nguyện, cũng được như ý muốn nha. Đây là cái hình tượng của ông nè các bạn. Dạ, ông già tôi đó. Dạ. Là ông già của ý luôn. Dạ, là cái hình bức tượng nãy là ông già của ý này, mà bây giờ truyền lại cho ý này cũng vẫn coi chùa ở đây. Đó. Mình sẽ cho các bạn xem đôi nét về thần Vishnu, mong thần Vishnu phù hộ độ. Đó đó các bạn. Màu xanh nha. Để mình tiến sát lại gần để cho các bạn chiêm ngưỡng rõ hơn. Sự nhiệm màu và vùng đất linh thiêng của đất Sóc như thế nào. Đây các bạn. Là nổi hơn 100 năm nha. Mà do cái này sơn lại màu xanh thôi các bạn. Hồi đó là cũng không biết đá gì, chắc cũng đá đen như bên Trần Quyết Nu bên bển thôi. Là do ý này giữ chùa tại đây luôn nha các bạn, là cũng như là thay thế trụ trì của cha của ý. Cha của ý mất rồi, bây giờ còn ý là giữ tại chùa này. Con cũng xin thần Quốc Ngu phù hộ độ cho con quay phim được nhiều người mạnh thường quân rồi vô đây giúp đỡ cho chùa. Nam mô Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cũng có nuôi những bà cụ nghèo khó và vô đây cũng 6-7 người nha cô bác. Bữa nay cũng ngày tốt, ngày ta cô chú ở đây cũng ba dân chay tăng cũng có buổi cơm. Dạ dạ, cô chú cũng kêu mình ăn cơm mà mình mắc quay phim này cô chú ơi. Dạ, dạ. Ba nói ta có kinh vùng đất này sự màu nhiệm và linh thiêng điều xa xôi những qua lời kể rất lâu rồi, hơn 100 năm rồi các bạn. Cho các bạn tìm hiểu thêm thần Vishnu này và Phật nổi như thế nào ở đây nơi đây. Tượng Phật nổi này là ngày 13 tháng 3 năm 1924 âm lịch nha các bạn. Cho các bạn biết thêm thông tin như vậy. Nhiều anh em quay vô đây cũng người ta không biết nổi ngày mấy tháng mấy. Bữa nay mình vô đây mình sẽ cho các bạn ra chiêm ngưỡng và thực tế hơn. Đây. Phật nổi ngày 13 tháng 3 năm 1924 âm lịch nha các bạn. Hồi đó là nổi là nhập vô cái tượng của ông cụ này đang ta, ông cụ này cũng mất rồi. Mà nhập vô ông cụ này là chính thức luôn. Là mấy bà mấy ông ở đây cũng có biết. Đây là do chính tượng thần Vishnu này.
mình nghĩ là tượng thần Vishnu thôi các bạn, Nam Mô Di Đà Phật. Mình nghĩ là tượng thần Vishnu thôi chứ mình không có nói Phật nổi các bạn ơi. Mà nhưng mấy bà mấy cụ ở đây thì nói Phật nổi thì mình cứ nói Phật nổi đi, gác hiển lên nhờ Phật nổi phù hộ độ cho cô chú mạnh thiện quân nước ngoài rồi lại giúp chùa và giúp cho mảnh đời bất hạnh của mấy bà được sống một cuộc sống an nhàn hơn một chút. Đây con cũng xin thần Vishnu và Phật nổi ở đây cũng phù hộ độ cho con mạnh giỏi mà ăn phát tài phát lộc và được như ước nguyện khi mà con làm cái này cái kia đó. Ước nguyện của con chưa hoàn thành, nó mong Phật nổi phù hộ độ cho con được như ước nguyện. Và ai xem video này cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Làm cái gì cũng được như ước nguyện. Cho các bạn chiêm ngưỡng nha. Ai không tới đây được thì mình xem video này thì chúc cả nhà mình được gặp nhiều may mắn trên con đường bằng ăn và nhiều sức khỏe nhé. Cho Phật nổi phù hộ độ cho tất cả các chư vị và xem video này và các cô chú anh chị em gần xa để có đóng góp chút đức công đức để bồi đắp những ngôi sa la này cho bà con cô bác chú thím rồi được vào chùa cúng cho có cái máy chùa được lành lặn và rộng rãi hơn. Đất ở đây còn rộng lắm mà nhưng không có cô chú mạnh thường quân cũng tiếp phần nào thôi. Đây một vùng đất linh thiêng đầy bí ẩn nha các bạn. Chuyện ly kỳ và hấp dẫn, chuyện xưa qua lời kể của nhiều người và thực tế như vậy. Mình sẽ cho các bạn xem. Nhiều anh em cũng không biết nơi này. Để mình nhờ quay chia sẻ đồ cho lại cho các bạn xem và chiêm ngưỡng. Cầu chúc cô bác anh chị em xem video này được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, làm gì cũng được như ước nguyện. Mong vị Phật nơi đây cũng phù hộ độ cho tất cả cô chú mạnh giỏi, nhiều sức khỏe. Cuối video cũng xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và thần luôn luôn phù hộ độ quý vị. Xin chào tất cả anh em, cô bác, chú thím và hẹn lại video tiếp theo nhé. Nhớ ủng hộ cho Thắng miền Tây, một like, một share. Chân thành cảm ơn cả nhà.